Xin chào các bạn. Lúc chưa có hẹn với các bạn là sẽ livestream và nói về cái quan điểm của mình. Nó giống như một cái kiểu một cái bài luận mình nói về tín ngưỡng và tôn giáo. Trước hết á, thì cái nguyên nhân mà mình nói về chủ đề này ngày hôm nay đó là mình được nghe cô Tư Thái ở Châu Thành, Đồng Tháp, một người, một tín đồ của Phật giáo Hoàn Hảo. Cô nói rằng cô ấy được một người phụ nữ gọi điện và có một cái live stream chất vấn rằng đã là một người tu hành thì hãy lo tu hành đi và đừng có liên quan gì đến chính trị. Ý nói phê phán và phê bình việc tham gia bình luận một số vấn đề liên quan đến chính trị và tôn giáo mà cô ấy là cái người tham gia rất tích cực trong lĩnh vực tôn giáo và lĩnh vực chính trị, xã hội. Tuy nhiên thì trước khi đến với vấn đề này, mời các bạn đến với một thông tin khác. Đó là một cái bức thư nhỏ của Nguyễn Đình Thục gửi cho Giáo Phận Vinh. Bức thư có nội dung như sau. Thư ngõ tình hình năm 2017, kính gửi quý cha và cộng đoàn các giáo xứ, quý vị đang đấu tranh cho một Việt Nam công bằng, dân chủ, văn minh. Các cơ quan ngoại giao, tổ chức xã hội dân sự đấu tranh chống bạo quyền, quý báo đài và toàn thể quý vị. Con là GV, là John Bautista đó các bạn. Nguyễn Đình Thục, linh mục quản sứ Sông Ngọc, Giáo Phận Vinh. Trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2018, mặc dù đang trong tuần tĩnh tâm của giáo phận, nhưng cho con xin chúc quý cha, cộng đoàn và toàn thể quý vị yêu chuộng hòa bình, nhiều sức khỏe, thành công và nhận được muôn vàng hồng ân của Thiên Chúa. Các phái đoàn này nên không gặp được. Con cũng đã được mời tham gia nhiều diễn đàn, gặp nhiều nhà hoạt động trong môi trường quốc tế, cơ quan ngoại giao các nước, đặc biệt là các anh em Việt Tân tại Đài Loan. Các bạn nhớ các anh em Việt Tân Đài Loan. Cũng nhờ thế mà tên tuổi của Giáo Phận Vinh, giáo xứ Sông Ngọc, nhờ đó cũng trở nên nổi tiếng, nhận được sự quan tâm, ủng hộ và chia sẻ giúp đỡ về tinh thần và kinh phí. Nhờ thế mà giáo xứ chúng con đã vơi bớt đi nhiều khó khăn, thiếu thốn do bạo quyền. Con cũng đã được anh chị em hải ngoại, anh chị em Việt Tân lo toàn bộ kinh tài mà suốt cả đời bần hàng còn lại cũng dùng không hết. Con đã nhờ người Tâm Phúc gửi ngân hàng nước ngoài để lo cho được cho giáo xứ về sau khi con có trắc trở. Nguyên nhân mình đọc lại lá thư này bởi vì trong lá thư này nó có một cái điểm đặc biệt, đó chính là việc một linh mục của giáo hội Công giáo Roma gọi tổ chức khủng bố Việt Tân là những người anh em. Như vậy ở đây chúng ta thấy rất rõ là việc một tổ chức tôn giáo, một tu sĩ của một tôn giáo đang có câu kết với tổ chức khủng bố Việt Tân, một tổ chức mà mới đây Tòa án Nhân dân của Việt Nam đã kết án hơn 120 năm tù cho những kẻ tham gia khủng bố đặt bom tại nhà ga sân bay để khủng bố và giết hại người dân Việt Nam chúng ta. Như vậy chúng ta thấy được rằng có sự câu kết giữa đức cha bề trên của Nguyễn Đình Thục, đó chính là giám mục Nguyễn Thái Hợp và Nguyễn Thái Hợp, với tổ chức khủng bố Việt Tân. Sự bắt tay này đã quá rõ ràng thông qua thư ngõ của Nguyễn Đình Thục. Do cái tiền đề đưa ra đó chính là đã là tu hành thì chỉ nên tu hành và đừng động đến chính trị. Thì ở đây tôi xin phân tích theo cái hiểu biết của tôi. Đây là một cái quan điểm cá nhân của tôi, không liên quan tới giáo lý. Tuy nhiên tôi cũng xin nói một phần. Thứ nhất, tôi được biết cô Tư Thái, người sống ở Châu Thành theo tín ngưỡng Phật giáo Hòa Hảo, đây là một người có cái tâm niệm rất tốt, đó là tự nghiên cứu về các kinh sách cũng như tham gia các buổi thuyết pháp của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo. Và cô ấy đã có cái nhận định của bản thân về kinh sách của Đức Thầy, có nghĩa là Đức Huỳnh Phú Sổ, giáo chủ của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.
Và do đó nên tụi ta cũng hiểu được cái nào là ân đất nước, ân đồng bào. Đó chính là cái vấn đề. Nghĩa là ngay cả Đức Huỳnh Giáo Chủ, người sáng lập ra tôn giáo này, quan điểm của vị này vẫn là ân đất nước, ân đồng bào. Nghĩa rằng mang ơn đất nước này, mang ơn đồng bào này, mỗi người tín hữu của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phải biết cái điều đó. Do đó cho nên để biết ơn đồng bào, biết ơn đất nước, thì việc đóng góp và xây dựng cho đồng bào, cho đất nước của mình, đó là trách nhiệm của mỗi tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Mà cô Tư Thái, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, làm rất tốt và hiện tại đang xây dựng giáo hội. Cô đã lên tiếng phản đối những cái kẻ lợi dụng tôn giáo của mình để chống phá đảng nhà nước. Cô đã lên tiếng phản đối những kẻ đã lợi dụng chính tôn giáo của cô, đó là Phật giáo Hòa Hảo, để chia rẽ tổ chức Phật giáo Hòa Hảo của cô, làm mất đoàn kết trong ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, trong giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Trung ương. Có nghĩa rằng dưới tinh thần xây dựng, cô đã dùng ngay cả phải nói là sự an toàn của chính bản thân cô để xây dựng chính giáo hội, nơi mà cô đã đặt niềm tin vào đó, nơi mà cô đã đặt niềm tin vào Đức Giáo Chủ, Đức Thầy và tôn giáo mà về tín ngưỡng. Đây là một điều hết sức đáng hoan nghênh mà chúng ta cần dành cho cô. Cũng vậy, trở về với đạo Công giáo, Chúa Giêsu từng nói: anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em. Và Chúa Giêsu đã yêu thương con người, yêu thương anh em như thế nào? Đó là Chúa Giêsu đã hy sinh chính mạng sống của mình vì người yêu thương, hy sinh vì tội lỗi của thế gian. Nghĩa là chúng ta phải hiểu được rằng người Công giáo phải biết dấn thân. Đó là người Công giáo phải biết đấu tranh với tội lỗi. Cũng chính vì điều đó mà chúng ta cũng nhìn nhận thấy được rằng là trong giáo hội Công giáo có rất nhiều điều mà tới giờ này chúng ta dòm thấy và chúng ta buộc phải đấu tranh. Đó là chúng ta thấy các linh mục, các giám mục bất xứng với chức thánh của mình. Và những người này sẽ làm tổn hại đến uy danh của Thiên Chúa và giáo hội. Chúng ta vừa nghe bức thư của Nguyễn Đình Thục gửi cho giáo phận Vinh, và thấy được rằng Nguyễn Đình Thục cũng như một số linh mục giám mục của giáo phận Vinh đã câu kết với các tổ chức khủng bố để ám hại người dân Việt Nam chúng ta. Và rõ ràng là chúng ta đang xem những kẻ khủng bố ám hại người dân Việt Nam chúng ta là kẻ xấu. Nhà nước chúng ta đang cố gắng trừng trị họ, thì giờ đây các linh mục và các giám mục, một số giám mục ở đây theo thư của Nguyễn Đình Thục thì là giám mục giáo phận Vinh, đã có câu kết với các tổ chức nước ngoài, kể cả tổ chức khủng bố Việt Tân, để ám hại người Việt Nam chúng ta. Điều đó chúng ta thấy một sự bất nhân nằm trong chính những con người mang danh thánh, chức thánh, giám mục, linh mục của giáo phận Vinh. Ở đây xin nói với các bạn là cái việc mà một người biết tham gia vào hoạt động chính trị, xã hội, đây là gần như là một cái trách nhiệm của thứ nhất là chức một công dân. Cái thứ hai nữa đó chính là cái trách nhiệm xây dựng chính cái tôn giáo của mình. Các bạn giờ thấy đó, khi mà tôi nhìn thấy một cái người mà avatar của Facebook hay là Google có cái hình ảnh của tôn giáo, mà người đó lên mạng xã hội lại dùng những từ ngữ thô tục, lại dùng những từ ngữ thô tục để ứng xử với nhau, thì tôi nhìn thấy người đó đã mất đi chính cái bản sắc của tôn giáo mà mình đang theo, mất đi chính cái bản sắc văn hóa của cái dân tộc mà người đó là con dân của dân tộc đó, mất đi chính cái giá trị đạo đức của chính cái gia đình của con người đó đã dạy cho họ. Họ có thể nói là đối với người này thì tôi giống như cái kiểu là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Họ bảo rằng đối với người này thì tôi sẽ không phải nói lịch sự. Thưa các bạn, đi với ai thì ta cũng vẫn là chính là ta, đó mới chính là
chúng ta thể hiện là một con người có giáo dục. Các bạn chọn sao cho trọn, hãy chọn lựa cách ứng xử để người khác tôn trọng mình. Ví dụ như tôi chưa bao giờ nặng lời với các bạn, nhưng các bạn lại có những từ ngữ thô tục để nặng lời với tôi. Đó chính là thể hiện giá trị đạo đức của các bạn thấp kém. Dĩ nhiên người khác sẽ đánh giá các bạn. Nguyên nhân tôi để lại comment của các bạn ở trên mạng xã hội mà không xóa đi, đó chính là để giúp cho mọi người nhìn thấy cái xấu đó và bỏ đi. Và đó cũng là cái nguyên nhân để các bạn có thể soi lại bản thân của mình. Các bạn làm một việc tốt, người khác sẽ kính nể các bạn. Các bạn nói một câu thật là hay, có một cái tâm niệm thật tốt, cả cộng đồng này sẽ hoan nghênh các bạn, làm cho mọi người đều cảm thấy vui tươi và vui vẻ. Nhưng chỉ cần các bạn đưa ra những cái ý tưởng xấu thì dĩ nhiên nó sẽ trở thành cái điều mà nó xúc phạm đến chính cái tôn giáo của bạn và chính cái gia đình của các bạn. Bởi gia đình các bạn sẽ bị đánh giá là không biết giáo dục bạn. Các bạn giờ thấy đấy, những bạn nào mà cứ xưng danh mình ở tôn giáo này tôn giáo khác mà lên mạng xã hội không chuẩn mực thì luôn luôn sẽ bị người khác đánh giá về chính cái tôn giáo mà người đó đang theo. Do vậy chúng ta thấy mấy điều. Giáo hội Công giáo Roma tại Việt Nam hoạt động cũng rất là nhiều năm, hơn cũng vài trăm năm nay. Và khởi ban đầu khi mà bước chân vào Việt Nam thì chịu sự bất hại bắt bớ do khác biệt về tín ngưỡng, mà các cơ cấu tổ chức tôn giáo cũng mang cái giá trị làm cho các triều đình phong kiến ngày xưa cảm thấy lo lắng rằng họ sẽ mất đi bản sắc văn hóa của họ. Chúng ta nên biết được rằng là một dân tộc mất đi văn hóa là mất đi dân tộc đó. Người ta muốn cải tạo một dân tộc, muốn xóa bỏ một dân tộc thì chỉ cần xóa bỏ đi văn hóa của dân tộc đó là đủ, xóa bỏ đi lịch sử của dân tộc đó là đủ. Chính vì vậy cho nên xuyên suốt thời gian qua các bạn thấy đấy, về tôn giáo chúng ta thấy Thiên Chúa giáo Roma tại Việt Nam mang màu sắc La Mã, một nét văn hóa rất khác biệt với văn hóa Việt Nam chúng ta. Mà các bạn thấy đó, nó được thể hiện các nghi thức thánh lễ hàng ngày mà các bạn thanh niên chúng ta tham gia hàng ngày, và các bạn đã quen thuộc với những câu Alleluia, Amen. Các bạn có thể thuộc lòng rất nhiều câu tiếng Latin ở trong nhà thờ. Bản sắc văn hóa dần mất đi do tham gia vào các nghi lễ như thế. Tuy nhiên thì giáo hội Công giáo Roma cũng rất tức thời khi đã làm nên mấy việc sau đây. Đó là một số nơi đã biến cái nhà thờ của mình, đó là thiết kế nhà thờ của mình theo những máy đình, có nghĩa là nó giống với cái nét văn hóa người Việt. Thứ hai, có một số nơi là đúc tượng Đức Mẹ bằng việc là cho Đức Mẹ mặc áo dài cứu thân. Ở một số nơi lại cho phép đốt hương, đốt nhang, mà trước đây là không được phép. Cho nên chúng ta thấy là sự hòa hợp đó, nó tạo nên cái nét tương đồng văn hóa mà những câu nói chúng ta ca ngợi nhau, đó là sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Đó là những điều vô cùng tốt. Chúng ta thấy gần đây có cái việc cải biên về chữ viết. Rõ ràng các bạn thấy chỉ cần chữ viết là một nét văn hóa mà nó được hình thành từ bao nhiêu lâu nay rồi. Tiếng Việt chúng ta có hiện tại đã được hình thành trở thành một nét văn hóa, nhưng nay lại bị người khác cải biên cải tiến lại. Vậy thì chúng ta sẽ dần dần mất đi chính cái văn hóa của mình. Cũng vậy, lịch sử của chúng ta cũng đang dần mất đi. Lịch sử của chúng ta sẽ mất đi nếu như chúng ta không giữ nguyên vẹn lịch sử của mình. Thời gian qua có nhiều người muốn cải biên lại lịch sử, biến Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh từ ngang hàng với nhau, từ một kẻ cõng rắn cắn gà già như Nguyễn Ánh lại biến thành người có công. Cho nên chúng ta thấy ở đây rất rõ ràng một cái âm mưu muốn xóa bỏ văn hóa của Việt Nam chúng ta, nó dần hiện rõ, rất rõ. Như là có một số người lại cho rằng là hãy bỏ đi Tết Nguyên Đán để chúng ta dùng cái Tết Nguyên Đán đó ăn cùng với Tết Tây, xóa bỏ Tết Nguyên Đán.
trong nhiều năm qua chúng ta đã thấy chúng ta có những cái này. Một là cải biên lịch sử của bộ sử 15 tập. Hai là chúng ta thấy là cải biên chữ viết của chúng ta, một cũng một số người. Ba là cải nên cả cái nét văn hóa, bao gồm là gì? Bao gồm cả đổi luôn cả cái ngày Tết dân tộc. Rồi cái nét văn hóa trong tôn giáo thì ở đây Giáo hội Công giáo Roma cũng đang dần dà đưa cái văn hóa của La Mã vào Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta thấy việc mà một tôn giáo, một người tu hành muốn mang cái tâm tư của mình, cái sự tu hành của mình, cái đạo đức mà mình có được từ cái tôn giáo đó đến với xã hội để giúp cho xã hội trở nên tốt lành hơn. Bởi vì mình cho rằng tôn giáo mình là tốt nhất và dạy con người tốt nhất, cho nên mình muốn mang cái tôn giáo mình đến với mọi người một cách tốt nhất để mọi người cùng thực hiện theo cái tôn giáo giống mình, để mọi người cùng nhau tốt lành. Điều đó tốt. Tuy nhiên ở đây tôi xin nhắc nhở lại đối với những người theo cái tín ngưỡng Giáo hội Công giáo Roma Tin Lành, đó là gì? Đó là trong suốt nhiều năm, hàng trăm năm mà Giáo hội Công giáo Roma thống trị cả cái thế giới này, ở châu Âu và các nước, thì cuộc cách mạng, những cuộc cách mạng cuối cùng của loài người chúng ta đó là tách nhà thờ ra khỏi trường học và tách nhà thờ ra khỏi chính quyền. Bởi vì sao? Bởi vì các giáo sĩ đã giết tất cả những người nào có tư tưởng khoa học hoặc có sáng kiến khoa học trái ngược lại với các tín ngưỡng về tôn giáo của mình. Hai đó là xem các tôn giáo khác là dị giáo và phù thủy, giết hại họ. Trong tất cả các cuộc tàn sát cho tới giờ này, theo một số thống kê ở một số nơi, một số trang báo mạng cũng chưa chính xác lắm, nhưng tầm khoảng 200 triệu người đã chết vì Giáo hội Công giáo. Mặt khác chúng ta thấy là những người được đặc quyền của Giáo hội Công giáo bao gồm giám mục, linh mục trong suốt những năm gọi là đêm trường Trung Cổ đã tổ chức các cuộc thánh chiến với các tôn giáo khác, thậm chí là dùng cả quyền lực của mình để chiếm đoạt ngai báo của các vua của các tiểu quốc ở những vùng mà họ đang thống trị. Điều đó chúng ta thấy được rằng là từ một tôn giáo đã biến trở thành một thế lực chính trị có thể tác động đến chính trị của một quốc gia. Điều đó buộc Giáo hội Công giáo hãy dòm lại mình. Giờ này không nên và không bao giờ được phép tham gia vào chính trị một lần nữa. Bởi lần đầu tiên tham gia vào chính trị, hàng trăm năm ấy đã gây ra sự chết chóc cho cả cái thế giới này, với hơn 200 triệu người chết vì lý do Thiên Chúa giáo. Và chúng ta cũng hãy chỉ nhớ được rằng Giáo hội Công giáo chúng ta chỉ là một tôn giáo trong hàng trăm hàng ngàn tôn giáo đang tồn tại trên đất nước này, trên thế giới này, chứ không phải là cha mẹ của cả thế giới này đối với những người khác. Xung quanh ta còn nhiều tôn giáo, xung quanh ta còn có cả những người không có tôn giáo. Đó là những điều mà tôi muốn nói với các bạn. Cái quan điểm thứ hai mà các bạn đã hỏi tôi trong tuần này, đó là các linh mục đâu có vũ khí gì đâu, đâu có súng ống đâu mà đòi lật đổ chính quyền được. Đừng có vu khống cho các linh mục. Thưa các bạn có thấy các cuộc thánh chiến xảy ra từ đâu mà có? Việc người Công giáo đi giết hại người Tin Lành, việc người Công giáo đi giết hại tất cả những người Hồi giáo, các cuộc thánh chiến đó từ đâu mà có? Các linh mục không ai cầm gươm cả. Nhưng vì lý do tôn giáo, các bạn hãy nhớ lại xem Nguyễn Đình Thục mang tội lỗi gì. Tội lỗi Nguyễn Đình Thục lớn lắm, cấu kết với tổ chức khủng bố lớn lắm. Giám mục Nguyễn Thái Hợp cũng vậy. Nhưng cái khó của chính quyền ở chỗ là gì? Hãy đụng vô những người đó là đụng vô những vị tư tế của tôn giáo, cho nên đụng tới nhân dân. Nhân dân có cái tín ngưỡng đó, nên chính quyền vì nể nhân dân mà tha, mà tạm tha, chưa bắt những đối tượng đó. Chưa bắt Nguyễn Đình Thục, chưa bắt Nguyễn Thái Hợp, chưa bắt Đặng Hữu Nam, chứ không phải là vì lý do gì khác. Cho nên cái thanh gươm, vũ khí mà Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam hay Nguyễn Thái Hợp có được chính là những giáo dân, là công dân của nước Việt Nam đang có tín ngưỡng
và đặt niềm tin tôn giáo vào những con người như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Đình Thục chẳng hạn. Do vậy, ở đây ta nói vũ khí của họ chính là sự kích động về tư tưởng của các bạn. Và họ lợi dụng vào cái gọi là người khác gọi là gì? Đó là sự ngu dốt của một đàn chiên bị chủ chăn dẫn dắt đi sai đường. Nghĩa là họ đang lợi dụng chúng ta và chúng ta chính là vũ khí của họ. Nhân dân, chính quyền là chính quyền nhân dân, cho nên chính quyền không muốn đụng tới dân. Và họ đã biết lợi dụng việc đó. Các linh mục đã biết lợi dụng việc đó để tấn công vào xã hội. Và mọi nước trên thế giới đều bị như thế. Chúng ta đã thấy rất rõ việc các tôn giáo đấu tranh, chiến tranh, thánh chiến với nhau vì cái gì? Quá rõ ràng phải không các bạn? Cho nên những bạn nào nói linh mục không có vũ khí, không có súng, sai đấy. Nếu một bạn nào là công an mà có đang có súng trong tay, bạn ấy là một con chi của linh mục, thế thì linh mục bảo bạn ấy đi bảo vệ linh mục, có nghĩa là linh mục đã có cây súng, nhưng cây súng trong tay người khác. Đúng, người đơn giản như thế thôi. Nên bạn thấy các bạn chính là vũ khí. Do vậy cho nên các bạn ngày nào còn ngu muội không nhìn ra được vấn đề, những kẻ kia phản quốc như thế nào, tham gia vào các tổ chức khủng bố, gọi các tổ chức khủng bố là anh em như thế nào, thì các bạn sẽ thấy rất rõ là các bạn đang bị lợi dụng và các bạn đã bị người ta khinh bỉ như thế nào. Đó là cái điều mà tôi muốn nói để các bạn nhìn ra được vấn đề là trong cái cuộc sống này còn nhiều tôn giáo khác nhau xung quanh chúng ta, còn nhiều người không theo tôn giáo, cũng như cái sự đối xử công bằng giữa các tôn giáo với nhau là rất cần thiết. Do vậy cho nên là các bạn hãy dòm thấy những cái khó khăn của chính quyền khi không xử lý vấn đề này hay vấn đề khác liên quan đến tôn giáo, chứ không phải chính quyền sợ tôn giáo đâu. Đó là cái việc mà tôi muốn nói, cái quan điểm của tôi với các bạn về cái tôn giáo nha. Như một tôn giáo mà không làm cho người ta tốt hơn thì chắc chắn rằng xung quanh những cái tôn giáo đó người ta sẽ xem thường tôn giáo đó và xem tôn giáo đó là tà giáo. Nếu mà chúng ta là nói Thiên Chúa là toàn năng, Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta ca ngợi Thượng Đế, ca ngợi Thiên Chúa hết mình, nhưng chúng ta thể hiện cuộc sống hàng ngày chúng ta một cách tệ hại, bao gồm trên mạng xã hội chửi bới lẫn nhau. Các bạn thấy các linh mục là người đức cao vọng trọng, mặc áo lễ của La Mã rất là uy nghiêm và đẹp, các bạn thấy hay như thế, nhưng ông ta lại là một người tội lỗi, vậy thì người ta dòm vô người ta thấy cái gì? Cho dù chúng ta có cao sang quyền quý đến mức độ nào mà đạo đức chúng ta xấu, chúng ta thể hiện ra ngoài xấu thì người ta vẫn đánh giá chúng ta là xấu. Do vậy cho nên người công giáo phải có một cái thái độ, đó là tôn trọng luật lệ chung của xã hội để xã hội tôn trọng lại người công giáo. Bây giờ tôi hôm nay công việc nhiều và cũng rất mệt, không có chuẩn bị nhiều để có thể cùng với các bạn trao đổi nhiều hơn. Tuy nhiên cuối buổi nói chuyện hôm nay, tôi muốn mời các bạn xem một video clip tại Thanh Hóa nói về những người công giáo thật tốt đang sống ở Thanh Hóa. Tuy nhiên thì trước hết tôi muốn mời các bạn đến với một cái văn bản của Ủy ban nhân dân Huế về vấn đề đang huyện Thiên An. Rồi sau đó chúng ta sẽ xem một video clip để chúng ta biết được thêm một số vấn đề. Mà các bạn, thưa các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra một cái công văn về việc tình hình liên quan đến linh mục Nguyễn Quyền Đức về trên đăng viện Thiên An Huế ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kính gửi linh mục bề trên tổng quyền dòng Biển Đức Quốc tế Roma Ý, linh mục Dương Đình Thời bề trên tổng quyền tỉnh dòng Biển Đức Việt Nam, thuộc năm xã Tân Tiến, huyện Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Trước hết, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi xin gửi đến linh mục bề trên tổng quyền dòng Biển Đức Quốc tế, linh mục quyền bề trên tổng quyền dòng Biển Đức Việt Nam lời chào trân trọng và lời chúc mừng năm mới 2018. Nhân dịp này, chúng tôi xin trao đổi với quý linh mục
về tình hình liên quan đến linh mục Nguyễn Huyền Đức bề trên đăng viện Thiên An Quế như sau. Từ khi được bổ nhiệm bề trên giám quản đăng viện Thiên An Quế ngày 22 tháng 12 năm 2014 đến nay, linh mục Nguyễn Huyền Đức đã tổ chức nhiều hoạt động vi phạm pháp luật với tính chất ngày càng nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật của nhà nước Việt Nam, thiếu tôn trọng chính quyền và nhân dân tại địa phương, như nhiều lần chỉ đạo tu sĩ giáo dân tiến hành xây dựng trái phép 6 ngôi nhà trên đất nông nghiệp, 3 lần dựng mái che trái phép, 4 lần dựng tượng lấn chiếm đất, nhiều lần cưa thông trái phép, đặc biệt đã cưa 60 cây thông có tuổi đời gần 100 năm tại tiểu khu 153 giáp vườn cam Đan Viện là đất rừng đặc dụng do Ủy ban Nhân dân xã Thủy Bằng quản lý, 2 lần đào và phá hủy mộ họ Nguyễn viết ở thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, huyện thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, tập kết vật liệu đổ đường bê tông lấn chiếm đất do Ủy ban Nhân dân xã Thủy Bằng quản lý, 2 lần dựng hàng rào lấn chiếm đất của các hộ dân xung quanh Đan Viện và đường dân sinh do nhà nước quản lý, 2 lần tổ chức phong linh mục trái phép tại Đan Viện, nhiều lần cản trở các hoạt động xử lý của chính quyền địa phương, gây bức xúc cho nhân dân tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù chính quyền địa phương đã quan tâm giải quyết các kiến nghị và tạo điều kiện giao thêm đất cho Đan Viện Thiên An, nhưng linh mục vẫn Nguyễn Huyền Đức không có cải thiện và không có thiện chí khi đối thoại, không chấp nhận hướng giải quyết của chính quyền địa phương, có thái độ bất hợp tác với các cơ quan chức năng để xây dựng cuộc sống bình an, hạnh phúc cho nhân dân Thừa Thiên Huế nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị quý linh mục bề trên tổng quyền dòng Biển Đức quốc tế, linh mục bề trên tỉnh dòng Biển Đức Việt Nam không tiếp tục bổ nhiệm linh mục Nguyễn Huyền Đức làm bề trên đăng viện Thiên An và thuyên chuyển ra ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trân trọng kính chào. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, ký thay chủ tịch, phó chủ tịch đã ký Phan Ngọc Thọ. Đó, thưa các bạn, như vậy là các bạn đã thấy rất rõ tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thái độ rất cương quyết, và đây là thái độ cho thấy là một thái độ trục xuất một người bất tuân luật lệ luật pháp của đất nước Việt Nam chúng ta. Trước khi anh là linh mục thì tôi nghĩ anh phải là một công dân của nước Việt Nam, mà khi đó là công dân của một nước Việt Nam chúng ta buộc phải tuân theo luật pháp của Việt Nam. Đó là điều mà tôi muốn nói với các linh mục. Hãy lấy tinh thần dân tộc của mình, trên tinh thần dân tộc của mình, biến dân tộc của mình thành con chiên của Chúa, chứ không phải biến dân tộc của mình thành một dân tộc khác, thành công dân của một quốc gia khác. Đó là lời mà tôi muốn nói với các linh mục tu sĩ nam nữ của giáo hội Công giáo Roma tại Việt Nam. Sau đây mời các bạn đến với một hoạt động tôn giáo tại tỉnh Thanh Hóa. Sống ba xã Nghi Liên, huyện Nghi Liên, dân số theo đạo Công giáo, thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Bà con giáo dân xóm ba đã tự nguyện đóng góp tiền ngày công lao động, hiến đất thổ cư để làm 4,2 km đường giao thông nông thôn trị giá hàng tỷ đồng. Ngoài ra, xóm ba còn tích cực đi đầu trong nhiều phong trào do cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động. Thực hiện cái nghị quyết 27 của chính phủ thì xóm ba được công nhận là một đơn vị an toàn nằm chủ mọi mặt kinh tế, chính trị, an ninh quốc. Từ đó thành một cái phong trào chung cho đến năm 2017 này, là đơn vị của chúng tôi vẫn là một đơn vị được tiên tiến, xuất sắc. Để bàn giao mặt bằng cho dự án tiêu úng Đông Sơn, 45 hộ đồng bào giáo dân thuộc họ Đạo An Lộc, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa đã tự giác chấp hành việc di dời đến khu tái định cư mới. 36 hộ dân khác đang sinh sống trên sông cũng nghe theo vận động của cấp ủy chính quyền phương về định cư trên bờ ở phường Đông Hải. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều việc mà đồng bào Công giáo thành phố Thanh Hóa đã làm để thể hiện sự tích cực chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Bà con rất là phấn khởi, tin tưởng vào đường lối của Đảng và nhà nước trong chính sách tôn giáo nói chung, nói riêng,